chúng sanh chớ bỏ đi tự lực, mọi người nên lấy sức của mình. Phạm tình đối lại thánh tình, tự mình sửa lấy lòng mình hơn ai, chớ ỷ lại kẻ ngoài cứu vớt. Phải tự mình tìm cách thoát ly, thật tâm tự độ mình đi, tự nhiên có Phật hộ trì khỏi lo. Không tự độ muốn cho Phật độ, khác nào như đất bỏ không trồng. Ví dụ mưa xuống ngập đồng, trái bông cùng chứ có hồng xanh ra. Đạo Phật giáo là nơi cứu khổ, độ chúng sanh không bỏ một ai. Lòng yêu thương khắp nhân loại, không hề muốn thấy một ai khổ trần. Đường chân chánh trên hơn tất cả, nẻo nhiễm màu chẳng có chi bì. Muốn người rõ tâm từ bi, cho nên Phật bảo con đi khuyên đời đem thanh danh. Dùng lời nhiễm nhạc nghi khách thường trần bất đắc chân ngôn. Riêng con tâm đạo thương tồn, với người cũng ráng gọi hồn nhớ tu. Kỳ quy nhất dễ đâu kiếm được, khuyên trẻ nên trao chuốt tinh thần. Chừng nào đinh quốc an dân, người thương người thấy thương thân mới rồi. Con ơi nếu còn người giống bồn, riêng lợi danh riêng sống cá nhân. Vẫn còn có cuộc tranh phân, ấy là vốn tánh phàm trần xưa nay. Kiên cổ đã bao ngày luân chuyển, do tâm trần suy biến gây ra. Lần này cũng chẳng còn xa lập, công ơi trẻ kẹo mà hút đi. Cuộc sai đến cực kỳ khốc liệt, chúng sanh cần chưởng phước cho cao. Con ơi nếu chẳng ba đào, thuyền từ đâu nhập công vào biển mây. Chớ rời khách hãy kề bên khách, ni rước nhân gian nam bắc kéo chìm. Dù sao cũng chớ ngồi im, nếu còn có kẻ đắm chìm sông mê. Không riêng để mình cày sen bao, muốn cho ai cũng đau tây phương. Lánh đi cuộc tám trần dương, cùng nhau hiệp lực mở đường dài lâu. Nơi cõi tạm thiên sầu vãn khổ, người tự làm nào có ai gây. Muôn điều bởi một chữ sai, khiến cho sanh chúng đọa đài chung thân. Con ơi chốn hồng trần mù mịt, bị lợi danh phụ bích chân linh. Khiến cho hầu hết chúng sinh quên, tìm kim lôi cứu mình khỏi mê. Tự mê đã chưa hề tỉnh giác, còn làm khốn dẫn dắt người mê. Đường mê thêm nổi dọc về gây thành, cái thứ bệnh mê lưu truyền. Kẻ đã thức nhớ khuyên người tình, thắp đuốc lên cho cảnh sáng ra.
ở trong tim não người ta nhiễm màu có đủ ráng mà phát minh. Chớ để đến thủy sình mất xác lỗi công sanh phi mất một đời. Một khi để kiếp qua rồi muốn tìm trở lại làm người khó thay. Làm người được là mãi muôn thở cũng là do xưa có nghiệp lành. Bây giờ nếu biết tu hành tất là sẽ được trở thành Phật tiên. Con ơi hãy nhớ khuyên sanh chung, Phật Thích Ca xưa cũng là người. Quyết tâm lánh bỏ tệ đời đem thân sanh tử đổi nơi niết bàn, dứt bỏ cả ngai vàng điên ngọc. Hy sinh luôn vợ đẹp con cưng, một lòng hành đạo xa thân diệt chi cũng bỏ chỉ cần từ bi. Thương sanh chúng diệt chi chẳng hoàng, tìm đạo màu tánh mạng xem thường. Nhờ lòng đầy đủ nghị cương Thích Ca đắc đạo danh dương khắp trần, tu một thuở cứu thân vĩnh kiếp, độ được mình còn vớt mẹ cha. Thuyền to một chiếc sấm ra tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi, dấu Phật tổ đã ghi rõ lắm. Trường chúng sanh cần bấm đi theo, muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật chứ nên đeo lòng tà. Muốn diệt đã nhiễm qua khó bỏ, cố bỏ đi dù có mất công. Ban sơ khó tỉnh được lòng, nhưng đừng thối chi cuối cùng sẽ nên học đạo lớn. Phải bền chí cả muốn quả cao cần có công dày. Thích Ca chứng Như Lai cũng nhờ chí cả công dày mà nên. Phật thành được chúng sanh thành được, thanh giới phàm chỉ một bổn lai. Khác nhau kẻ tình người sai, chớ ai thì cũng như ai đủ hình. Tội chính bởi tại mình gây tội, mê cũng do mình gọi hết mê. Phật đi Phật biết đường về, mình đi mình lạc ngu mê tại mình. Kẻ bị cảnh sanh tình phàm tục, người cố tâm gây cuộc hỏng trần. Càng mê càng bước xa dần, càng gây nghiệp chướng chướng càng đần độn lung. Ham chơi nên mới thành ghiền tử, lòng trói buộc tự nguyện gỡ ra. Lẽ siêu đỏ Phật đà chỉ dạy, nghiệp dữ lành người phải tự lo. Tự mình ăn mới được no, bắt người khác thế ăn cho thị lầm. Mà thiếu hạnh phải tự làm lấy hành. Chưa biết tu tự tánh lo tu, chuyện thân từ sâu quá cù. Mình tu không được ai tu cho mình. Người với con đồng sinh cõi tạm, con với người đã nặng nhân duyên. Con thiền ráng độ người thiền, bỏ người đi xuống mình lên sao đành. Học Phật
phải rộng tình tế độ, nói pháp cần phá bỏ chấp tâm. Phật riêng tế độ Phật lầm pháp, còn có sự chấp tâm pháp tà. Mẹ nuôi con xót xa chẳng nề, Phật độ người đâu kể công lao. Hai tâm hồn rất giống nhau, mẹ giàu tình cảm, Phật giàu tình thương. Tình yêu con đem đi yêu chúng, tâm lo tư để dụng lo công. Tất nhiên cùng Phật một lòng, tội không thể có, mê không thể còn. Mẹ anh chỉ cho con anh nay, Phật thành mong vạn loại đều thành. Lòng quyền độ tư độ sanh, tình đời đâu sanh kiếp tình từ bi. Mẹ yêu con quản chi đẻ chừa, Phật thương người đâu xa tự sanh. Niết bàn là chốn an lành, lâm phàm độ chúng không đành ngồi yên. Người tưởng Phật muôn thiên có một, Phật nhớ người giờ phút không quên. Khi nghe có tiếng khóc lên, thì lòng Phật tự như tên bắn vào. Thời mạt pháp tà cao hơn chánh, bụi hạ quân ít thánh nhiều phàm. Cho nên nạn ít bao hàm, mắt từ bi thấy đâu ca mây ngồi nhìn. Cậy sức mạnh chúng sanh gây hòa, ý tài cao thiên hạ khởi binh. Giết người người giết lại mình, càng xem càng bắt động tình từ bi. Quá thông thái người khi trời Phật, lắm dân minh chúng miệt quyền cơ. Khi trời trời phạt bất ngờ, miệt quyền cơ bị quyền cơ trị chân. Triệu ức năm qua từng thế đó, chẳng phải là mới có đây đâu. Tiêu tan trên mặt đĩa cầu muôn lần rồi, chứ phải đâu một lần. Núi nổ khắp xa gần đều cháy, nước tràn đầy khôn dải cũng trôi. Tranh đời mỗi một lần bôi, cỏ cây đều sạch, thú người đều tiêu. Cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến, lấy đá to mà liễn trứng gà. Chúng sanh thử tưởng tượng ra, kiến kia xong chết trứng gà nát không. Kỳ đại hạn cũng đầm cảnh ấy, khi tẩy trần trong thấy hải kinh. Thấy bèo xác bọt linh đinh, diều tha hoa xe chúng sinh tử nàng. Trời heo mắt gà vàng cùng văng, đất châu mài thó trắng bạc tinh. Nhìn vào đại nạn chúng sinh, quỷ thần còn phê thất kinh vía hồn. Thật ra nghiệp sanh tồn kỳ chót, tài không hơn nơi đức ơi con. Đức tuy không thấy mà còn, tài coi rần rộ mà mòn như cưa. Cột giới beo tranh nhau quay dùng, bãi nát mình thắng cũng cần thân. Người tám lượng kẻ nửa cân, chung quy ai cũng rã thân tiêu hồn. Kẻ tự cho rằng khôn mà dài, người bị coi là dạy lại khôn. Tài tiêu còn đức thì tồn, đó là chung kết của môn đấu trần.
thắng bại phải cân nhắc kỳ, nếu tồn vong cần nghĩ suy rành. Phải mau bỏ giữ dễ lành, dù không tôn giáo cũng hành thiện lương. Lành chẳng khác bồm trương thuận gió, giữ như là châu nhỏ trong xe. Tu hành viết cả ráng nghe đợi. Your reservation please. It's make my trip. Con ơi mặt người xứng tài sức, phần con nên chủ đức là hơn. Đức sau trước cũng vì nhân, tại thường trước đức sau thân là nhiều. Tài không đức chỉ chịu khổ quả, đức không tài chỉ gá tai ương. Tài thêm có đức đồng tương khác, nào rồng được mây dương lấy mình. Có tôn giáo phải gìn chánh đạo, không thần quyền cũng tạo hiếu trung. Ở ăn đạo nghĩa bất tùng, khác nào cá nọ mà chúng vô lợi. Mỗi việc ác mỗi tờ giấy nợ, thân nay chưa thì đợi thân sau, dài bao thì trả cũng bao. Xưa nay nhân quả luật nào nể ai, thời mạt pháp trả dài rất chông. Kỳ hạ quân chết sống lẻ thay, đời xưa trả báo thị chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Tiên qua bước hoàng nguyên trần tục, thánh lộn đường giây phúc phàm phu. Tu hay là chẳng có tu, bể ngoài không kể chi tu tâm hồn. Tâm giác được phàm nhân qua thanh, tánh mê còn tiên dính hồng trần. Thân trầm tự xử lấy thân, lấy câu nhân quả định phân khỏi lầm. Tự xét mình khởi tâm thiện ác, tự xét mình tạo tác hung hiền. Khỏi cần hỏi ý thần tiên, tự mình cũng biết nghiệp duyên thế nào. Ăn chanh muốn ngọt ngào không được, làm dữ mong có phước khó thay. Một cùng với một là hai, trồng chi hưởng nấy xưa nay không lầm. Con thương chung khóc thầm đòi bữa, Phật nhìn đời bắt ứa lòng vàng. Mười người hết chín người gian, ngoài đời đã chán còn loan trong chùa. Đạo đức chỉ là khua ngoài miệng, tu hành không một chuyện trong lòng. Kể kinh học nói cho thông, khác nào con két nháy ông chủ nhà. Nói thông thai kể ra sao hết, làm trái ngang chẳng việc nào xong. Đáng thương cho kẻ tốt lòng, bị người lừa gạt mà không biết gì. Đến như Phật từ bi vô hạn, cũng bị người giả dạng tăng ni, làm cho sanh chúng ngờ nghi. Cửa thiền văn bóng đạo nghì lãng tâm. Con ơi đạo thầm thấm via diệu, chung luôn công khuấy nhiễu không tan. Chỉ thương cho khách trần gian, bị lầm ngờ dứt chẳng đang từ bi. Lòng qua vốn kỳ thi công đức, hạ nguồn là chính lúc chọn lừa. Lạnh thì làm giữ nên chừa, thiện tồn ác thất thiên cơ định rồi. Núi cao giúp bỗng trôi thành biển,
biển sâu hồn lại biến non cao, ruộng khô tức khắc sông hào, sông hào nháy mắt biến dạo rừng sâu. Cuộc thay đổi lời đâu nói càng, cơ nhiễm màu biết dặn sao cùng. Từ bi với kẻ hiếu trung an tâm, nhờ Phật hộ tùng ngày đêm, giữ ráng bỏ chứ thêm việc dữ. Lành nên làm thêm sự hiền lành, tồn sanh sẽ được trường sanh thượng quân, trở lại thấy bình an vui. Con ơi khi thấm mùi đạo hành, như rồng kia thêm cánh nhẹ bay. Đời thay mình chẳng hề thay, cùng chân Bồ Tát Như Lai động thiền, ngày mau thành bởi lành duyên kiếp trước. Sớm nên do trưởng phước hiện nay, cô công lượm lặt một ngày, được nhiều hơn cả bỏ hoài suốt năm. Trước không biết sao hiện nay lành, lành con chứ giữ tan tành còn chi. Xưa lành nhưng nay thì làm giữ, giữ còn ra lành sự đâu còn. Khác nào nhà mới sơn son châm dầu đốt rủi, chỉ còn đống than. Lành ráng làm lành toàn chung thì, giữ chớ theo giữ chỉ cũng đường. Giữ lành vốn ở tâm dương, chủ tâm chớ để vào đường ngục môn. Hồn chủ xác là tồn tại mày, xác chủ hồn là hoại diệt luôn. Chiều theo sở dục ngông cuồng, chỉ mau quỷ kiếp vô thường ít chi. Lấy thần trí chỉ huy thể xác, thể xác không dẫn dắt đường tà. Học theo gương Phật Thích Ca, lấy thần trí đạo thắng qua dục trần. Đời tàn lấy nhầm cơn quái diệt, kiếp tạm còn gấp diệp sai sàng. Mười phần hết chín phần tan, một phần còn lại toàn vàng với châu. Không cánh mà bay đâu cũng tới, ngồi một nơi thế giới xem cùng. Giả chân lắm sự lạ lùng, Phật ma khó biết rối tung lẫm người. Quá vật chất bị đời ám ảnh, yếu tinh thần bị cảnh cuốn lôi. Chung quy chẳng diệt não rồi, chỉ làm đau khổ cho đời nhiều hơn. Ráng mở trí để cân giả thiệt, nhớ bình tâm xét việc chánh tà. Đợi nhiều khôn khéo quỷ ma đụng đâu, tin đó thì là lầm to. Học khôn quỷ thường lo diệt quỷ, giữa tánh phàm chỉ nghĩ thân phàm. Bảo thân phàm đủ cách làm theo khôn quỷ thân phàm mau tiêu. Được giải thoát là điều hơn hết, còn luân hồi phải chết chóc luôn. Luôn công bọt nước đóng khuôn, giả thân kết cuộc cũng quần giả thân. Phải tỏ ngộ đường trần mới dứt, được hết mê bến tục mới rời. Mê là gốc khổ con ơi, còn mê thiên hạ chưa thời nào vui. Bởi mê mới làm tôi thị dục,
nếu ngộ đâu tùng phục lẫm tà. Dục tà đều tại người ta, dục là thông khổ, tà là trầm luân. Dục thường vì xác thân khởi xương, tà thường vì giống tưởng gây ra. Cả hai đều thứ mắt lòa lợi, gần thì thấy hại, xa không lường. Gần dứt thở trên giường chưa biết, bảo vợ con nối tiếp đường lầm. Vì tình mà thọ cảm tâm vợ con, rồi cũng lũi lầm theo luôn. Nghiệp cha mới vừa buông con bắt, hết cháu rồi lại chắc nối truyền. Cứ như thế đó lưu liên, gây nên một khối thảm viên nhiều đời. Cha mẹ chết con rơi nước mắt, con chết thì cháu chắc khóc ròng. Vợ con chan chứa vì chồng, chồng vì gì vợ đôi dòng lệ rơi. Nước mắt ấy từ đời vô thì, bốn biển to đem ví không bằng. Sanh ly tử biệt vô ngần, dĩ oan đáng sợ nở trần đáng ghê. Vạn sự bởi ma mê giận lôi, trăm việc do quỷ tối cầm đầu. Giác xong mê nó còn đâu ngộ, rồi tối ấy bị thâu mất liền. Trong tâm khởi dữ hiền phải biết, lấy trí phân hư thiệt cho rành. Nếu điều tà niệm còn sanh, tự mình trừng trị tạo thanh lộng minh. Hành đạo phải tự tin đầy đủ, tham thiền cần tự chủ hoàn toàn. Giống trận vừa mới thoáng ngang, trận ngay chớ để lan tràn trong tâm. Chừng nào cánh hết làm tâm loạn, khi ấy tâm đã. Nhưng đừng để tâm ngã nhân chen vào. Tâm cảnh chẳng còn màu hỗn độn, tà chánh không xáo trộn trong lòng. Như là vật giới hư không, tự nhiên ánh sáng đại đồng bừng ra. Con ơi Phật Thích Ca đắc đạo, bị ma dương khảo đạo lắm lần. Nếu tâm còn chút vọng trần, tất không đạt được quả phần Như Lai. Ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xiến ít người. Tâm như chân chân giữa trời Phật, thì một niệm còn mười niệm ma. Các việc sâu nhớ ra trước nhất, kể tại chân buồn bực mỏi mây. Rồi ma buồn ngủ chạy về Phật, quên niệm đến khói mê phủ vào. Không cần hỏi ông nào cũng biết, niệm thế bao giờ Phật chứng cho. Khác nào nồi gạo mới do, bắt lên nhắc xuống bao giờ chín cơm. Mục đích việc sớm hôm niệm Phật, là để cho chấm dứt niệm tà. Chỉ còn một niệm Di Đà, để nhờ Phật rước sang qua liên đài. Có thật cảm Phật ngài mới ứng, niệm lờ là Phật chứng vào đâu. Ví người đã rớt sông sâu, không cần kêu cứu ai hầu cứu cho. Niệm Phật chẳng béo nó chi Phật, Phật cũng không mong nhắc
đến tên, chúng sanh muốn Phật dứt lên cho nên mới tưởng niệm tên Phật Ngài. Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ, nên khi nghe ai có lời xin hãy kinh. Thấy bèo sát bọt linh đinh diều tha qua xe, chúng sinh tử nàng trời héo mắt gà vàng cùng dân. Đất châu mài thó trắng bạc tinh, nhìn vào đại nạn chúng sinh quỷ thần còn phê thất kinh vía hồn. Thật ra nghiệp sanh tồn kỳ chốt, tài không hơn nơi đức ơi con. Đức tuy không thấy mà còn tài coi rần rộ mà mòn như cưa. Cột giới beo tranh nhau quay dùng, bãi nát mình thắng cũng cần thân. Người tám lượng kẻ nửa cân, chung quy ai cũng rã thân tiêu hồn. Kẻ tự cho rằng khôn mà dài, người bị coi là dạy lại khôn. Tài tiêu còn đức thì tồn, đó là chung kết của môn đấu trần. Cuộc thắng bại phải cân nhắc kỹ, nếu tồn vong cần nghĩ suy rành. Phải mau bỏ giữ dễ lành, dù không tôn giáo cũng hành thiện lương. Lành chẳng khác bồm trương thuận gió, giữ như là châu nhỏ trong xe. Tu hành viết cả ráng nghe, đời này hung dữ chỉ là giết thân. Con ơi mặt người xưng tài sức, phần con nên chủ đức là hơn. Tài không đức chỉ chịu khổ quả, đức không tài chỉ gá tai ương. Tài thêm có đức đồng tương khác, nào rồng được mây dương lấy mình. Có tôn giáo phải gìn chánh đạo, không thần quyền cũng tạo hiếu trung. Ở anh đạo nghĩa bất tùng, khác nào cá nọ mà chúng vô lờ. Mỗi việc ác mỗi tờ giấy nợ, thân nay chưa thì đợi thân sau, dài bao thì trả cũng bao. Xưa nay nhân quả luật nào nể ai, thời mạt pháp trả dài rất chông. Kỳ hạ quân chết sống lẻ thay, đời xưa trả bao thị chày, đời nay trả bao một giây nhãn tiền. Tiên qua bước hoàng nguyên trần tục, thánh lộn đường giây phúc phàm phu. Tu hay là chẳng có tu, bể ngoài không kể chi tu tâm hồn. Tâm giác được phàm nhân qua thanh, tánh mê còn tiên dính hồng trần. Thân trầm tự xử lấy thân, lấy câu nhân quả định phân khỏi lầm. Tự xét mình khởi tâm thiện ác, tự xét mình tạo tác hung hiền, khỏi cần hỏi ý thần tiên. Tự mình cũng biết nghiệp duyên thế nào, ăn chanh muốn ngọt ngào không được. Làm giữ mong có phước khó thay, một cùng với một là hai, trồng chi hưởng nấy xưa nay không lầm. Con thương chung khóc thầm đòi bữa, Phật nhìn đời bắt ứa lòng vàng.
mười người hết chín người gian, ngoài đời đã chán còn loan trong chùa, đạo đức chỉ là khua ngoài miệng. Tu hành không một chuyện trong lòng, kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nháy ông chủ nhà. Nói thông thai kể ra sao hết, làm trái ngang chẳng việc nào xong. Đáng thương cho kẻ tốt lòng, bị người lừa gạt mà không biết gì, đến như Phật từ bi vô hạn. Cũng bị người giả dạng tăng ni, làm cho sanh chúng ngờ nghi, cửa thiền văn bóng đạo nghi lãng tâm. Con ơi đạo thầm thấm via diệu, chúng luôn công khuấy nhiễu không tan. Chỉ thương cho khách trần gian, bị lòng ngờ dứt chẳng đang từ bi. Lòng qua vốn kỳ thi công đức, hạ nguồn là chính lúc chọn lừa. Lạnh thì làm giữ nên chừa, thiện tồn ác thất thiên cơ định rồi. Núi cao giúp bỗng trôi thành biển, biển sâu hồn lại biến non cao. Ruộng khô tức khắc sông hào, sông hào nháy mắt biến dạo rừng sâu. Cuộc thay đổi lời đâu nói càng, cơ nhiễm màu biết dặn sao cùng. Từ bi với kẻ hiếu trung, an tâm nhờ Phật hộ tùng ngày đêm. Giữ ráng bỏ chứ thêm việc dữ, lành nên làm thêm sự hiền lành, tồn sanh sẽ được trường sanh thượng nguyên, trở lại thấy bình an vui. Con ơi khi thấm mùi đạo hành, như rồng kia thêm cánh nhẹ bay. Đời thay mình chẳng hề thay, cùng chân Bồ Tát Như Lai động thiền, ngày mau thành bởi lành duyên kiếp trước. Sớm nên do trưởng phước hiện nay, cô công lượm lặt một ngày, được nhiều hơn cả bỏ hoài suốt năm. Trước không biết sao tầm sẽ rõ, xưa chẳng tu nay ngộ thì thành. Giữ xưa nhưng hiện nay lành, lành con chứ giữ tan tành còn chi. Xưa lành nhưng nay thì làm giữ, giữ còn ra lành sự đâu còn. Khác nào nhà mới sơn son, châm dầu đốt rủi chỉ còn đống than. Lành ráng làm lành toàn chung thì, giữ chớ theo giữ chỉ cũng đường. Giữ lành vốn ở tâm dương, chủ tâm chớ để vào đường ngục môn. Hồn chủ xác là tồn tại mày, xác chủ hồn là hoại diệt luôn. Chiều theo sở dục ngông cuồng, chỉ mau quỷ kiếp vô thường ích chi. Lấy thần trí chỉ quy thể xác, thể xác không dẫn dắt đường tà. Học theo gương Phật Thích Ca, lấy thần trí đạo thắng qua dục trần. Đời tàn lấy nhầm cơn quái diệt, kiếp tạm còn gấp dịp sai sàng. Mười phần hết chín phần tan, một phần còn lại toàn vàng với châu.
không cánh mà bay đâu cũng tới, ngồi một nơi thế giới xem cùng. Giả chân lắm sự lạ lùng, Phật ma khó biết rối tung lầm người, quá vật chất bị đời ám ảnh. Yếu tinh thần bị cảnh cuốn lôi, chung quy chẳng diệt não rồi, chỉ làm đau khổ cho đời nhiều hơn. Ráng mở trí để cân giả thiệt, nhớ bình tâm xét việc chánh tà. Đợi nhiều khôn khéo quỷ ma đụng đâu, tin đó thì là lầm to. Học khôn quỷ thường lo diệt quỷ, giữa tánh phàm chỉ nghĩ thân phàm. Bảo thân phàm đủ cách làm theo khôn quỷ thân phàm mau tiêu. Được giải thoát là điều hơn hết, còn luân hồi phải chết chóc luôn. Luôn công bọt nước đóng khuôn, giả thân kết cuộc cũng quần giả thân, phải tỏ ngộ đường trần mới dứt. Được hết mê bến tục mới rời, mê là gốc khổ con ơi, còn mê thiên hạ chưa thời nào vui. Bởi mê mới làm tôi thị dục, nếu ngộ đâu tùng phục lẫm tà.